Xin chào các cô gái xinh xinh đã quay trở lại với channel của mình. Nhân dịp Valentine sắp đến thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu tóc vô cùng xinh xắn mà mình nghĩ là các bạn sẽ thích. Nếu các bạn nào muốn biết kiểu tóc này làm như thế nào thì hãy xem đến hết video nha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một lọn tóc vừa phải ở mỗi bên như thế này và dùng thun cột lại. Chúng ta sẽ cột hai bên đều nhau nha. Mình sẽ chia lọn tóc ra làm hai phần bằng nhau và cầm mỗi bên một tay. Ở lọn tóc bên phải thì mình sẽ cuốn ngược vào trong như thế này. Sau đó sẽ để qua bên dưới của lọn tóc bên trái và lấy lọn tóc này cũng xoắn ngược vào trong và tiếp tục để ở dưới lọn tóc bên trái. Các bạn cứ tiếp tục làm cho đến hết phần tóc còn lại và sau đó dùng thun cột lại. Mình cũng sẽ làm các bước tương tự cho lọn tóc bên phải. Ở lọn tóc bên trái thì mình sẽ quấn ngược chiều kim đồng hồ và tạo thành nửa trái tim như này. Trong lúc quấn thì mình cũng sẽ dùng nhiều kẹp tâm nhỏ để cố định lại. Lọn tóc bên phải thì mình sẽ quấn theo chiều kim đồng hồ nha. Sau khi đã cố định hai lọn tóc rồi thì mình sẽ dùng một cọng thun nhỏ để cột lại và tháo hai cọng thun lúc đầu ra. Như vậy thì mình đã có bánh tóc hình trái tim rồi đó. Nếu các bạn nào muốn có bánh tóc to hơn một tí thì có thể dùng tay kéo nhẹ ra như thế này. Còn nếu các bạn nào muốn trái tim nhỏ thôi thì chúng ta có thể lấy hai lọn tóc nhỏ hơn ở lúc ban đầu. Các bạn cũng có thể dùng nơ kẹp tóc hoặc là gắn hoa như mình đều được. Vậy là mình đã làm xong kiểu tóc mới rồi, hy vọng là video của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Mọi người đừng quên like và subscribe cho channel của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.